hé lộ hình ảnh vợ cũ hơn 6 tuổi của ông Dũng là vui vừa qua đời. Trong live stream của mình vào tối ngày 17 tháng 10, bà Nguyễn Phương Hằng đã có những phát ngôn gây chú ý. Cụ thể, nữ đại gia tiết lộ vợ đầu của ông Dũng lò vôi là bà Trần Thị Tuyết vừa qua đời vào sáng ngày 17 tháng 10. Sau thời gian lâm bệnh nặng, hưởng thọ 68 tuổi, bà Hằng cho biết chị ấy vừa qua đời, tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người. Mọi người cũng có lời chia buồn đến gia đình chị. Về ông Dũng lò vôi, ông cũng tâm sự khi lên sóng với bà Phương Hằng. Ngày hôm nay tôi cũng có mặt ở nhà cũ khi nghe tin bà ấy qua đời. Vợ chồng cũng là duyên nợ. Tôi có về thắp hương cho bà xã cũ và dặn các con chu đáo để báo hiếu cho mẹ. Đây là một ngày gia đình có chuyện buồn, dù có chuyện không vui, nhưng tôi vẫn muốn có trách nhiệm với xã hội. Theo tìm hiểu, bà Trần Thị Tuyết là ái nữ của ông Ba Thu, giám đốc sở nông nghiệp tỉnh Sông Bé, nay được gọi là tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Khi tâm sự về người vợ đầu, ông Dũng cho hay sau khi giải ngũ, giả từ Bình Định vào Bình Phước lập nghiệp. Tại đây ông quen biết và kết hôn với bà Tuyết. Thời điểm họ làm đám cưới đã được bố mẹ cho 3 chỉ rưỡi vàng làm của hồi môn. Chính bố vợ là người xin cho ông vào làm việc tại phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh Bình Dương. Trước khi đường ai nấy đi, cả hai có với nhau 3 người con chung gồm 2 trai và 1 gái. Đến nay tất cả đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng ổn định. Theo một số nguồn tin cho hay, thời điểm ly hôn phía gia đình ông Dũng lò vôi, không ai bằng lòng. Thế nhưng vị đại gia này vẫn quyết định dứt áo ra đi. Về tài sản, họ đã quyết định chia làm 3 phần. Một phần thuộc về bà Tuyết, một phần thuộc về ông Dũng và phần còn lại là 3 người con. Ban đầu hai vị đại gia định nhờ một cơ quan kiểm toán độc lập xác định tài sản và công nợ, nhưng cuối cùng ông Dũng đã đề nghị để hai bên tự giải quyết. Trái ngược với vợ hiện tại của ông Dũng, bà Tuyết là người rất kín tiếng, bởi vậy thông tin về nữ đại gia rất hiếm hoi trên mạng xã hội. Thông tin bà ra đi vì bệnh nặng khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.